Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 523 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 154 phương tiện, 202 bộ giấy tờ, tước 59 giấy phép lái xe, xử lý 8 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa. Các tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ, bàn giao một vụ, một đối tượng, tăng vật thu giữ, một bình khí N2O cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Kiểm tra xử lý 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các tổ công tác hóa trang tuần tra phát hiện, bàn giao 27 phương tiện, 27 đối tượng có hành vi nẹt pô, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không biển kiểm soát cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Lực lượng cảnh sát cơ động huy động cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện bắt giữ bàn giao một vụ, một đối tượng, tàng trữ công cụ hỗ trợ cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.